chụp nhập vai vào chú mèo đột biến, cấy ghép những bộ phận của những loài động vật khác nhau chống lại những con thú đột biến khác nhằm hướng tới chiếc cúp vô địch thú đột biến thế giới. Vâng, sau 2 tập mình đăng về tựa game Mutant Fighting Cup 2 này, mình nhận thấy rất nhiều bạn ủng hộ mình chơi cái game này. Thế nên mình phải làm ngay tập 3 thôi. Đến bây giờ thì mình thấy cái con xuyên giáp mèo này của mình ấy, nó cũng đã có những cái đột biến khá là ổn và nó sẽ giúp đỡ cho mình rất nhiều trong việc chinh phục khu vực này để đấu với những con sói các bạn ạ. Sói phương Bắc là những con cơ bản, đến cuối cùng là con băng hỏa. Rồi, nghe có phải cháy nhờ. Rồi, chiến luôn đi. Nào, xuyên giáp mèo đấu với sói phương Bắc. Vâng, con sói này mình thấy nó y chang như con chó ấy. Hay, ngay ở đầu trận chúng ta đã có kỹ năng gây độc, mây độc, gây độc cho đối phương. Vâng, nếu mà bạn nào không biết thì đây là một kỹ năng cực kỳ bá đạo. Nó đốt máu đối phương ngay khi đối phương đến lượt, cực mạnh luôn. Và cho dù đối phương có bật cái chế độ phản đòn lên, độc vẫn xuyên qua mà không sợ bị phản đòn. Có một điểm mà mình thấy các bạn, rất nhiều bạn bảo mình là hãy sử dụng cái nút này này, cái nút đổi kỹ năng này này, tốn mất 3 năng lượng để đổi kỹ năng. Có vẻ như là ở 2 tập trước mình không sử dụng cái tính năng này, nên là tập này mình sẽ để ý hơn. Thế nào, chúng ta sẽ dùng kỹ năng gì đây? Cắn đi, cắn 2 lần, cạp cạp, chí mạng, có một chút phản đam, không sao, dính độc, đó. Nó lại bồi thêm một lần phản đòn nữa. Bây giờ phản đòn của nó là 70%. Thế thì mình sẽ không đánh nó, mình sẽ xoay kỹ năng đi. Yes, chúng ta có một cái vuốt khỏe khá là mạnh. Nhưng mà từ từ, mình bắn nước bọt vào trong và micro rồi. Game này nó có cái đặc điểm đặc biệt cực kỳ thú vị là nếu mà mình không dùng kỹ năng thì sang lượt sau kỹ năng đó vẫn còn tồn tại các bạn ạ. Vậy nên bây giờ nó đang có phản đòn á, mình sẽ dùng tăng giáp. Đấy, tăng phòng thủ lên cho nó giảm bớt cái phản đòn đi. Đó, bớt lực phản đòn đi, lúc đấy mình mới tấn công để hạn chế nhất tối đa sát thương. Đó, anh cha, cái quả này phải dùng rồi các bạn ơi. Hai cái vuốt khỏe lận không thể không dùng. Nào, cào nó, 30 sát thương, phản lại 21, thấy chưa? Có cái lý do tại sao mình lại không muốn tấn công nó. Rồi, nó lại rồi cũng chưa hồi máu các bạn ạ. Hồi máu từ từ, thế thì mình sẽ tăng giáp, tăng phòng thủ lên. Nó còn có tầm 2 lượt nữa là nó sẽ hết mất cái phản đòn. Nó sẽ làm gì đây? Trời ơi, mình có 2 lớp phòng thủ, sát thương của nó có 1 thôi, rất là đơn giản. Ok, tranh thủ nào, mình cũng sẽ hồi máu luôn. Đó, hồi máu lên, 35 máu gần đầy bình. Nào, mình làm gì? Ui, hồi 14 máu kìa. Trời ơi, hết được. Đủ tê liệt chứ, cay nha. Không sao, không sao. Rồi, giờ nó đã hết phản đòn, đã đến lúc để chiến đấu rồi các bạn ạ. Nào, đầu tiên một cào, xoét xoét. Ui ôi ôi, bèo quá em ơi. Mây độc, tuyệt vời. Dính độc, 27. Nào, bây giờ mình làm gì? Ôi, quá bẹo. Thằng này nó có nhiều chiêu làm choáng gây ra. Ok, bình năng lượng, thanh năng lượng của mình đã đầy, nhưng mình không kỹ năng nào mà gây hiệu ứng độc hay là choáng cả. Vì vậy bây giờ mình sẽ đổi kỹ năng. Cắn hồi máu đi, ok. Cắn hồi máu đi. Rồi, hồi lại một lượng máu. Trời ơi, đánh có một đam. Rồi, xoay. Tiếp tục cắn hồi máu. Thấy chưa? Chơi có chiến thuật nó dễ hẳn luôn. Được nha. Tê liệt hơi nhiều nha. Xoay phát nữa xem nào. Ôi. Ôi, ta sẽ tấn công vậy. Xoay không ra kỹ năng tấn công nào chứ. Rồi, đợi đấy. Rồi, chấp nó phản đòn luôn. Máu nó quá thấp rồi. Bây giờ mình sẽ cào đi. 31 sát thương. Chỉ cần một đòn nữa thôi, cho mày độc tao đến ngày mai luôn. Độc ngày mai luôn nha. Nào, kết thúc nó bằng đòn vứt khỏe. Sói phương Bắc đã bay màu, nhận được thêm những cái điểm đột biến. Yeah, đối thủ tiếp theo là sói bệnh. Từ từ, đây, điểm mình đã có đủ để mình nâng cấp một chiêu tấn công. Nào, xem nào. À, nhưng mà đó là một trong hai chiêu này à? Đầu lợn rừng và chiêu vuốt khỏe. Không, mình muốn tiết kiệm, mình cần thêm 2 điểm tấn công nữa để nâng cấp cái chiêu tiếp theo, chiêu gai góc. Đá gai góc mạnh và gây độc. Mình muốn tận dụng tối đa những cái ứng độc các bạn ạ. Trong cái trò này mình đã rút ra được sau 2 cái lần chơi là hiệu ứng độc và hiệu ứng choáng rất mạnh. Nào, sói bệnh rồi, thấy là người mày đầy ruồi bâu này là biết là bệnh hoạn lắm rồi đấy. Rồi xong, thêm độc đi em, bệnh tật lại còn độc vào người nữa. Nào, làm gì? Ui, hắn có 2 sát thương vậy thôi á. Đặt mồm một cái này. Ok, đâu? Ê đù, nó cắn hồi máu à? À đây rồi, chiêu thức mình rất yêu thích. Đá tê liền.
rất là to. Không kể là cáo bạn ạ. Nhưng mà nó làm choáng. Đó, bây giờ xoay đi. Vuốt khỏe, hay. Đó. Mình phải tranh thủ tận dụng liên tục những cái hồi kỹ năng này này. Cái xoay kỹ năng này này, cực kỳ lợi luôn. Thế mà sao hai tháng trước mình không tập trung mà dùng? Bí thật. Rồi, đây làm gì đây? Ui, quá bèo. Xoay đi. Ây, cái này xoay hơi đen nha. Chí mạng. Ồ, cộng thêm một năng lượng nữa kìa. Có vẻ như là mỗi khi nào mình đánh được một đòn chí mạng á, là mình sẽ được thêm một năng lượng thưởng nữa. Ok, ghê đấy. Rồi, hay. Gây độc. Mặc dù máu mình đang hơi thấp nha. Máu mình đang thua nó này. Có vẻ như là bây giờ mình cần có cái gì để hồi máu. Ô, nẻ được kìa. Ôi được rồi, từ từ các bạn ơi, bình tĩnh nha. Mình nghĩ là mình xoay đi. Rồi, vừa gây sát thương vừa hồi máu. Yes. Một công đôi việc luôn. Yay. Ai da, hồi tí máu à. Xoay đi. Không ra, mình muốn chưa làm choáng hay là mình kết thúc được rồi. Hai chục máu. Sao, trận đấu đã được định đồ à. À không, nó hồi máu ạ. À. Nó hồi máu kìa. Không có chiêu nào để tấn công thì mình xoay. Đấy, đơn giản. Kết thúc. Vừa đủ 19 sát thương. Xong. Và cái điểm đã đủ rồi. Trước khi đối với con cua sói, chúng ta sẽ nâng cấp. Nó là 6 ạ. Ôi, mình cứ nhớ nhầm. Thiếu một cái nữa chứ. Ok, được rồi. Thiếu một cái, không sao. Mình sẽ chiến được. Mình sẽ để giành được. Nào, tiếp tục nào. Siêu giáp mèo. Cua sói. Ok. Máu nó ui 220 cơ. Máu trâu đấy nha. Rồi từ từ, để mình xem nào. Mình đang có những cái trang bị là trang bị đầu độc. Đầu độc đối phương trong 3 lượt. Có vẻ như là mình không nên tiếc. Mình nên sử dụng nó vì, bởi vì đây là trận đấu bản lề. Sau trận đấu này có thể mình sẽ mở khóa được kỹ năng tấn công tiếp theo gây độc. Nên là trận này mình phải thắng. Rồi, đầu độc nó. Ok, bồi sẽ phát độc nữa. Độc ở đây là nó cộng dồn nha. Nào, một phát. Hai phát. Đó, nó phải là như vậy. Rồi, phản đòn à, phản đòn không kháng được độc đâu em ơi. Tăng thủ đi. Đó. Độc dồn thấu xương. Yes. Phản đòn đi, phản đòn ai. Có đánh đâu mà phản đòn. Ai chà, nó cũng chơi độc mình. Được. Thủ giảm được độc luôn. Thủ giảm được. Cái tác phòng thủ là giảm được cái hiệu ứng của độc các bạn ạ. Hay, được. Ok, 99 máu. Ai chà, hồi máu à. Thủ đào, đỡ độc, ok. Hay, tê liệt. Làm choáng nó. Và khi đối thủ bị choáng, đối thủ sẽ không kích hoạt được hồi máu. Đó. Hay. Tiếp tục một phát làm choáng nữa. Xoay này. Tiếp tục đỡ. Rồi. Ok. Bây giờ mình có thể mình tạm thời mình dừng lại một xíu được này. Cắn đi. Trời ơi. Xoay ngon quá. Ra được hai cái tê liệt lận. Giờ mình làm gì đây? Anh chả hồi máu à. Hồi máu à. Xoay đi. Yes. Lại có tê liệt. Hai. Tiếp tục một cái tê liệt nữa. Ô. Liên tục những pha làm choáng. Cua sói không thể làm gì được. Bây giờ mình còn cắn hồi máu nữa. Một trận đấu quá áp đảo. Ôi dồi ôi. Giờ mới tăng sức tấn công thì làm gì em ơi. Không kịp nữa rồi. Đấy, cho một cắn. Đấy, cho một cơ hội cho mày đánh thử đấy. Đấy. Đánh thử đi. Đánh đi. Rồi tăng tấn công rồi, đánh đi. Ui, cộng 40 mà cũng làm. Ui. Ok. Cũng gọi là cũng hơi căng. Rồi xoay nào. Rồi. Cũng hơi căng một xíu. Cũng ghê đấy. Rất cảm xúc. Chúng ta đã có đủ điểm rồi. Nào, trước khi đấu với hộ vệ băng. Đào, 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 đào. Cấp độ 6 ạ. Trời ơi. Đủ điểm rồi mà chưa lên cấp độ là chưa có thể mở khóa được hả? Trời ơi. Nếu bây giờ mình không nâng được cái này á. Để xem nào. Mình muốn tăng tấn công hơn cho nên là ok. Mình sẽ lấy thêm chiêu đầu lợn rừng đi. Để mở khóa được cái thêm một chiêu thức cái sát thương nữa. Đột biến. Chúng ta sẽ có. Rồi. Ê, con mèo này nó lạ lắm các bạn ạ. Nó là mèo nhưng nó được lắp đầu lợn rừng và nó biến thành tên là vỡ nai. Là sao ta? Đủ điểm để lấy một cái phòng thủ này. Còn không cái nào mà tốn 4 điểm cả, tốn 6 điểm lận. Thế thì mình nghĩ rằng ấy, mình nên lấy cái này đi. Bởi vì đằng nào là mình sẽ mình đằng nào bây giờ mình vẫn chưa đủ điểm tấn công.
Giờ mình lấy tạm mày đi. Tí nữa mình phóng được hai con gần cuối và con trùng cuối là đủ điểm ngay. Vâng, bây giờ mình tên là Xé Rách Mèo Thiến. Trời ơi, trông này, trông chán đời không? Thề, cái trò này đột biến nó nhìn thì cũng hay đấy nhưng mà đây là Xé Rách Mèo Thiến. Ê, tên nó này, hộ vệ băng, nghe nó Hawaii vậy. Nào, đầu tiên chúng ta có cái đòn là đòn chia đòn vuốt khỏe. Thế nào, xe xe 29 sát thương. À, con này cũng chơi phản đòn à? Thế thì mình tăng phòng thủ đi. Ok, mày làm gì nào, mày làm gì? Ây da, cũng khá đau. Một đòn vuốt khỏe nữa, xe xe phản sát thương lại tầm 11. Anh chà, dính độc, không sao, phòng thủ đỡ được, đỡ được độc. Ui, tức là độc con này phải mạnh lắm luôn á thì độc nó mới thốn như vậy. Rồi, làm choáng này. Ui, độc thốn quá ta. Ok, cắn hồi máu đi. Nào, mày làm gì? Ok, không vấn đề, chơi được. Ok, hết độc rồi. Xoay đi. Yes, mình cũng có độc. Nào, tưởng mình mới có độc á. Có độc của mình không bị dính phản đòn. Đấy, nó là cái lợi thế của độc là chỗ đấy đấy. Vuốt khỏe hay là hồi máu gì? Có lẽ mình nên hồi máu đi. Mình sợ nếu nó mà làm chó mình một phát là mình có thể bay màu luôn. Nên cẩn thận một xíu. Ok, nó chỉ hồi máu thôi. Ô, chúng ta đã có đòn đầu lợn rừng đây rồi. Để xem nào. Cạp bằng mồm lợn rừng. Khá khỏe đấy. Ok, một đòn cao. Ai, chết tiệt. Ok, rồi, hai. Tê liệt thì mày, láo nháo pháo ăn xe. Vuốt khỏe ông ta, vuốt khỏe, ok vuốt khỏe đi. Rồi, để xem, mình muốn, ôi máu nó hơn mình một xíu này. Ok, nó hồi máu rồi. Rồi, mình phải xoay thôi, làm có tê liệt là mình thắng. Hai đòn vuốt khỏe à, thôi, phải xoay tiếp rồi anh em ơi. À, được rồi, sừng nai đi hồi máu đi. Mình sợ mình tính tiền liền là mình chết lắm. Ok. Ui đó, chí mạng, ai cha. Rồi. Nào xem nào. Ui, chết rồi. Ôi, chết rồi. Mình còn có 7 máu thôi. Bắt buộc phải hồi máu thôi, bây giờ mình tấn công nó là chắc là mình chết. Ok, rồi, cắn hồi máu. Ôi, có 3 máu vậy. Ok, ui. Mình né, nó né, mình cũng né. Chết rồi, bây giờ mà dính độc thì làm sao mà kịp ta. Ok, mình sẽ đặt cược vào cái đòn này. Nếu mà mình gây độc xong, nó mà không tấn công mình thì có thể mình thắng. Còn 8 máu, ok. Bây giờ độc của mình có thể gây sát thương là tầm 2 mấy. Còn cái vuốt khỏe này của mình, nếu mà nó cũng 2 mấy nữa là mình có thể đủ sát thương giết nó này. Nào, 58. Quá cảm xúc, không cần phải tính toán như thế. Cái này là cái ngoài sự mong đợi luôn ạ. Rồi, hộ vệ băng đã bay màu. Chúng ta thẳng tiến tới con chùm băng hỏa. Nào, để xem mới tới đâu. Thế nào, có chiến thức gì để mình nâng cấp không? Bây giờ lại nâng cấp ở những cái chiêu hỗ trợ à? Ai, có khi là bây giờ mình cũng phải nâng hỗ trợ thật đấy các bạn ạ. Chứ không nâng hỗ trợ là có khi là không chiến được. Ồ, cái này cũng gây độc nè. Thế thì nâng vào đây, đuôi sư tử đi. Để mình có thể cơ hội mở khóa được chiêu gây độc. Rồi, dâu ria tôm, chùm cuối này, băng hỏa này. Dâu ria tôm, đấu với băng hỏa. Ôi, người nó cháy rồi đấy. 250 máu, ok. Nào. Ui, nó đi trước luôn à. Từ nha, bây giờ mình phải tận dụng này đầu tiên này. Một cái đầu độc đi. Cuồng bạo. Đầu độc một trước đi. Đầu độc này. Rồi, vuốt khỏe. Rồi, độc 19 máu, ok, cũng tạm được. Nó cũng độc mình. Độc nó cũng 19 máu thôi. Ui, chiêu thức
xoay mà ra ba chiêu thức cấp độ 1 ạ. Ai à, ui dính độc. Cái gì ấy? Áo ma vậy, xoay thôi. Rồi ok, tê liệt cũng được. Ảo thật ạ, xoay mà ra đúng 3 chiêu cấp 1 chứ. Ảo thật. Ôi ôi, này hơi khó nha. Máu mình đang hơi bị tụt quá rồi. Ok, nó hồi máu thôi. Ok, gây độc đi. Độc này của mình là có tăng nhờ theo cái tấn công không nhỉ? Có không ta? Không chắc là nó có. Ui. Ai à, dính tê liệt đó chứ. À. Ok, may là con né. Phải xoay ra chí mạng thôi. À, phải xoay ra đòn tê liệt thôi. Không xoay ra tê liệt. Ok, cắn hồi máu cũng được. Rồi, máu mình và nó bây giờ đã khá là bằng nhau rồi. Nó hồi máu lên. Mình còn một lượt nữa. Một lượt nữa để có đăng kích hoạt đòn tấn công. Ôi, phải dùng tấn công thôi. Ok. À. Ok, chỉ có 9 máu thôi. Không sao, hồi máu được. Rồi, hồi máu ra đây. Có 3 cái hồi máu. Đây, lấy cái hồi máu, tăng tốc độ hồi máu này đi. Rồi. Ok. Ok, né được rồi, hay quá. Rồi mất máu, hồi máu lại, ok. Tiếp tục, chúng ta là phát sừng nai. Hồi máu. Tuyệt vời. Rồi. Máu mình bây giờ đã vượt trội nó rồi. Bây giờ chuyển qua tấn công đi. Không được. Ok, cắn hồi máu cũng được. Nó chỉ cắn thôi. Mình đang hồi máu lại. Máu mình bây giờ gấp đôi nữa rồi các bạn ạ. Hồi máu đi. À, cái này là từ từ hồi máu. Rồi, nó lên phản đam, không sao. Mình chỉ cần có một đòn tê liệt thôi. Xoay này. Vuốt khỏe cũng được. Sát thương lớn. 74. Yes. Yes. Chiến thắng của chùm rồi. Và mở khóa được chìa khóa bí mật. Nào, phần thưởng là gì đây? Mình sẽ lấy cái bên trái đi. Con mèo của mình đang nhảy tưng tưng này. Bên trái. Chúng ta mở khóa được đuôi cá sấu. Wow. Mở khóa được kỹ năng luôn hả? Ủa vậy thì có hai cái này là sao? Trời ơi. Ui, mình mà mở khóa được cái kỹ năng cho tấn công thì hay biết mấy. Đâu xem nào. Furry. Wow. Chúng ta có một kỹ năng furry. Đuôi cá sấu tăng số tấn công 60% trong 3 lượt và tăng chỉ số hồi máu là 10. Hay. Được rồi. Đuôi cá sấu ghép vào. Yeah. Chúng ta trở thành Len Mèo Thiến. Ủa tại sao lại phải là mèo thiến vậy hả game? Như vậy mình đã mở khóa được chung kết của cái này là khu vực châu này là châu Âu à? Vâng, thật sự phải nói là cái game này độ dài của nó là dài hơn gọi là rất rất nhiều lần so với cái phần 1. Cho nên là mình đã thấy hơi xoắn đây. Không biết là liệu có thể làm hết tất cả video và chơi cái trò này hay không? Mà mình phải nói rằng á, cái trò này tuy nó đã ra mắt được cái đây khá là lâu rồi ấy, nhưng mà cái tính chiến thuật và cái độ hay trong cái lối chơi của nó thật sự là xứng đáng để cho các bạn phải chơi trò này đấy. Và đó cũng là lý do mà các bạn không nên bỏ lỡ tập tiếp theo trong cuộc hành trình cùng chú mèo giành tích cúp vô địch thú đột biến thế giới. Mình sẽ để ở đây, khi nào mà mình đăng lên thì các bạn bấm vào đây nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì có thể ở đây nó sẽ làm một cái video ngẫu nhiên nào đấy. Mình sẽ hẹn gặp các bạn tạm thời ở bên này đã nhá.